Ây da, trời, cuối đường luôn hả? Ê, ê, mày không chơi nha bạn. Hả? Em đi thằng dao đúng không? Ờ. Có nón rồi hả? Dạ. Trời ơi, anh chạy vô mà anh sợ khu ở trong đây nó cái vị trí nó không chính xác á. Đón khách ở đây bị mấy lần rồi, kiểu cái vị trí nó ở Bình Dương này nó nhảy lung tung lắm. Cái công ty này quá. Đúng tên không? Ủa, công ty vô phòng Mai Linh mà. Này công ty xe ấy nè. Đâu em gọi nó này nó chứ anh cũng biết anh xem. Rồi, ok anh cảm ơn nha. Cái em gọi em hỏi công ty nó cái sát sát về thôi chứ không mấy đâu, tại vì chuyến nó đang ngay đây rồi. Rồi anh cảm ơn nha. Ừ, cố gắng đi, gần Tết rồi gắng làm. Tình hình là sáng sớm anh cô ảnh lại quăng mình vô Bình Dương nữa rồi. Mình chạy ra quốc lộ 13 mà ảnh lại quăng vô Bình Dương nữa rồi anh em ơi. Hello anh em nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Anh cô bây giờ nói làm sao ta cứ thích kiểu là cứ thích quăng mình vô Bình Dương á. Chạy Go Jet mà anh cứ quăng vô Bình Dương hoài, sống sao nổi với anh không? Ôm xe chạy về không quăng bà nó về Đồng Tháp gì đi, tôi ở dưới tôi ngủ luôn. Miền Tây rồi đó. Anh về Bình Dương hoài. Giờ phải ôm xe chạy cho không ra nè. Em đi Phạm Văn Đồng đúng không? Anh Nhẫn đây nè. Rồi, có em mừng một nè. Rồi, anh cảm ơn nha. Ờ, em được xe hả? Số 3 đường số 39 hả? Ngân hàng cũng được, ngân hàng đi. Rồi, rồi. Em mở đi, anh ấy mở cho em quét. Con cháu anh đứa nhà chỗ khác tao đã tính rồi, tao bán tao cũng sẽ về, tao lấy miếng phòng trọ tao sửa nhưng mà tới nay chưa bán được. Ơi xác định bị hành rồi anh em ơi. Chạy cái đơn 25.000 còn lại được 15.000 à. Phải cái trưởng chạy năm cái mấy tiêu rồi. Gavita phải không anh? Cháu về nhá, về Loa cho anh nhá. Dạ Noa đúng không? Nhớ đấy, cầm đồ nhá. Noa đúng không? Thì phải đâu rồi? Xếp cái đó xuống đi anh, chứ đừng có để gì. Ừ.
Thế thẳng nhất luôn. Nè con cầm này đi chú, cầm này được không? Đưa đưa cái vali đó em. Mày nặng nữa chú. Đồ là phải nhớ này. Nhớ đồ lạc nhá. Mũ sao có phải các mày mũ đâu kìa. Ok chụp tấm hình gửi cho. Gì vậy? Con nhớ đồ lạc chưa? Em cho về lô A. Lô A ha. Lô A nhá. Dạ rồi ok. Trả xuống 14 ngàn nhá. 140 chứ 14 gì? 140 chứ 14 gì? Ý là trả 140 chứ trả 14 gì? Rồi ok, nhớ nhớ đổi đó nhá. Rồi rồi ok. Quỳnh đang chờ ở nhà nhá. Rồi rồi. Lô A chỗ nào chị chú ha? Ở cái Vin nó phòng Vin Map không? Đi xuống đây nha. Rồi. Đây. Rồi. Rồi xuống cái nó. Còn một món nữa. Có con 5 người ừ. Ừ. Rồi cảm ơn nha. Cầm hết đồ không? Rồi. Ây da. Trời ơi, sao bữa nay nó cho mình đưa đò nhiều dữ vậy trời. Rồi, sáng giờ mua mấy đơn rồi đó. Ủa, đâu 10 đơn à. Từ sáng giờ 10 đơn rồi mới có trăm mấy à, trời ơi. Giờ 3 giờ luôn rồi. Cám thiệt rồi anh em ơi. Anh 87D anh bấm chuông giùm em cái. 87D hả chị? 87 không có số D, đường 87 số nhà 87. Rồi 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 rồi. Dạ, bấm chuông giùm em cái, cảm ơn anh. Bấm chuông. Muốn bấm chuông cái gì? Chuông đâu? À, đây hả? Chú ơi. Dạ. Con lấy đồ. Dạ, giao qua bệnh viện tai mũi họng Sài Gòn. Cái kia để đâu ta? Dạ. Dạ. Có cần bỏ cái thùng không? Cái này có cần bỏ cái thùng không? Cái này, để cô lấy cái thùng mày bỏ lên ha. Dạ. Có cái thùng nào không? Không, 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 sợ, sợ nó rớt mấy cái đinh ở trong này. Cái này là lịch hả cô? Được một cúc giao hàng anh em ơi. Bỏ cái con đỡ rất như cái tiền này. Để được không? Được không? Tiền ship bên kia gửi hả cô? Tiền ship bên kia gửi hả? Tiền ship năm mấy ngàn à? Chạy 80 cây số mà có năm mấy ngàn. Ảo chó, xe ảo chó.
Nói vậy chứ chạy 80 cây số năm mấy ngàn tụi con chắc đổ nước vô luôn á. Đúng nè, tất cả đều đúng. Đúng đúng. Đúng, hợp lý. Ủa? Được rồi cô ơi. Được rồi, cứng ngắc à. Này gớt thì mua cái khác chứ có gì đâu. Rồi cảm ơn cô nha. Cái cô anh con rớt rồi. Không không không, không có gớt đâu. Con nói chơi vậy chứ không gớt đâu, con chở biết nhiêu đồ nè. Cô đừng có sốc, sốc là nó bay á. Kinh nghe, hiểu biết thế. Rồi, cảm ơn nha cô. Ừ? Nói vậy đó. Trời ơi. Trời ơi, ok anh em ơi. Sống rồi rồi. Trời ơi, 5 giờ sáng tới giờ, giờ này 4 giờ luôn rồi. Từ sáng giờ nó quăng, từ sáng giờ vòng vòng Thủ Đức hoài luôn, không có đi đâu được hết trơn. Giờ có đơn vô trong trung tâm thành phố rồi. Vô đó giờ, mong là sẽ có đơn nhiều hơn nha mọi người. Chứ ở đây là tôi thấy là rồi đó, xong rồi đó. Tôi không quét cái áo tôi, không là tôi chạy cái áo tôi không gà tôi chạy tôi đâu có này nọ đâu mà nó giam chỗ khủng khiếp, nó giam tôi sợ luôn á. Trời ơi, mình chạy từ đó giờ mình mới gặp luôn á. Vòng 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 Thủ Đức là nó quăng phút nè, mười mấy ngàn là xong cái nó quăng mấy đường bay mà mười mấy ngàn. Anh em tin là từ sáng giờ tôi chạy được có đơn mà lớn nhất là nhiêu ta, cái đơn lớn nhất là lộn đường luôn rồi, bà nội đó lo nói chuyện. Cái đơn lớn nhất của mình hồi sáng là giao phút 22 ngàn, quải ra trưởng. Cái đơn đó hình như khách ra thẻ gì đó được 22 ngàn. Trời ơi má, tôi chán ghê luôn. Sáng mình tính đi về luôn á mọi người. Sợ luôn á.
Nằm chở, nằm cho khỏe. Kéo ra chửi lắm, không chở không được rồi đó. Cái người ta gõ gõ mình ngủ ngủ chưa tới giờ mà, sớm quá chi. Alo. Ờ em giao mấy cái lịch đó chị ơi. Rồi rồi. Xuống lên, xuống lên. Xuống lên giùm em chị ơi. Mau mau em bào thêm mớ nữa chị ơi. Đuối quá. Cần gì? Sáng giờ chả không được. Cái đích dịp em. Cũng tốn tiền không rồi. Chị đâu rồi chị ơi, chị đi thang máy hả chị ơi, lâu quá vậy chị ơi. Nhanh nhanh xuống cho em lụm tiền em chạy cái chị ơi. Chị đó phải không chị ơi? Chị Thu đúng không? Đúng rồi, dạ. 52.000 rồi chị. Dạ dạ. Chị bơi hết không? Rồi em cảm ơn nha. Rồi tiếp 3.000. Đơn này 52.000. Cộng thêm cộng vô tài khoản 2.000 nữa là được 54.000. Được tiếp 3.000 nữa là 57.000. Ngon luôn. Giọt luôn. Vô trung tâm đưa nò. Mé nhìn không ra luôn. Ở Hữu Đức đưa nò chưa đã. Giờ quăng vô trung tâm nữa nè. Giờ quăng cái về Bình Dương đi. Tôi giờ tôi ngủ luôn. Được. Thảo án. Mệt mỏi sáng giờ quá. Trời ơi đó. Kẹt kìa. Ôi. Ôi thật sung sướng. Ôi em quay đầu đây mấy anh ơi. Mấy anh làm gì làm đi. Kẹt quá em không chơi. Tới giờ cao điểm luôn. Nó mới đưa cho mình một đường lớn mình chạy. Cao điểm chiều. Quải thiệt hả chứ. Hello. Chào cậu. Đi mầm non đúng không anh? Mầm non phường 14 á. Ủa giờ này cho nó đi học hả? Đi chơi đi học. Giờ này đi học gì? Đi chơi đi, đi chơi. Chiều rồi. Đi chơi đi, đi chơi đi học. Không quên để lại cho nó. Lấy nón của anh phải không? Đấy thôi, cột dài còn có nón. À rồi rồi ok. Dạ dạ. Nó cũng nhiều vấn đề quá. Rồi. Trường này đúng không anh? Ừ đúng rồi nè. Trường này. Dạ. Em đi gặp đi. Bao nhiêu? Dạ có anh 46.000. Bốn mươi sáu hả? Dạ rồi em cảm ơn nha. Dạ. Ồ được tiếp nữa rồi anh em ơi, tiếp tục cắn cá mập thôi. Đơn này mình được tiếp 8.000, có 6.000 mà anh đưa
Anh đưa 54.000, 46.000 thì mình còn lại được 35, trừ chiếc khấu còn lại 35, cộng 8 nữa là ai vậy trời. Ba mươi lăm cộng tám nữa là mình còn lại được 43. Quá ngon. Mình ở ngay cái ngã tư không chị? Nguyễn Trãi đúng không vậy? Trời ơi. Đấy kìa, cái nó bị mất vị trí. Cái vị trí nó nhảy đằng kia. Đi chơi mới về đúng không? À, ở trong cái Highland đó hả? Nghe giọng em chắc đâu phải người Sài Gòn đâu đúng không? Nghe giọng em chắc đâu phải người Sài Gòn đâu đúng không? Người Sài Gòn á? Trời, người Sài Gòn mà nghe giọng ấy như ta. Ờ, giống thằng Chay luôn á, gặp luôn á. Vậy hả? Lại em ở bên Nguyễn Trãi hay sao? Trước ở Bình Thạnh hả? Rồi sao giờ về qua Nguyễn Trãi rồi? À, trước ở Bình Thạnh ở chỗ nào biết không? À, cái đó kìa kìa rồi, chưa có ở trung tâm Bình Thạnh đúng không? Có khúc cây xăng Hiện Nghè, cầu Hiện Nghè rồi. Em nay chắc còn trẻ đúng không? Nghe giọng còn trẻ. Ừ. Ba mấy rồi? Mới ba mấy rồi, bây giờ ba chục. Gì vậy? Mà em có gia đình chưa? Chưa luôn hả? Anh lần này em cũng ba mấy rồi. Bây giờ đi làm bên nào? Trước có học đại học không? Mới quận 5 luôn hả? Ủa, rồi sáng em đi làm là em phải chạy xe máy ra ngoài quận 5. Hay là bắt Grab đi. Thì Minh Khai đi ra quận 5. Như xuống Võ Văn Kiệt chạy lên xíu đúng không? À gì hả? Trời ơi. Vậy là kế bên mà. Tưởng đâu khúc quận 5 chỗ kia. Cái dòng chay với Lý Thái Tổ nó gần. Nghe Minh Khai chạy ra dòng chay Lý Thái Tổ cái bên nè. Sao có cán trộn gì không mà giờ chưa vớt được anh nào hết vậy? Không cán gì trơn hả? Em cũng giống như anh luôn nha, bây giờ cũng chống quơ chống quắt. Lo cắm đầu đi làm kiếm tiền không? Được. Thảo án.
Ngày thường á hả? Trễ như vậy. Nếu mà là xem làm vậy giờ dám vậy rồi. Nếu mà có bồ hay là gì đó thì đi chơi nó cũng khó nữa. Tại lịch làm phải 8 giờ rồi, giờ đó thì đi đâu nữa giờ. Ở chỗ giờ không được nghỉ luôn hả? 2 ngày luôn. Hôm nay về miền Tây chơi không? Đi về mở chơi không? Sao vậy? Thì ngoại giờ không còn nữa thì về thăm dì thăm cô vậy đó. Ủa gì hả? À trời ơi, tưởng còn ai ở dưới rồi. Tết năm nay có ai có về dưới hú anh chở về luôn. Đúng là con trai của ta. Anh á hả? Anh khoảng chắc khoảng 28 à. Hai sáu, 28 gì đó. Cái đơn hồi nãy mình chở con bé đó là mình được 15 ngàn nha mọi người. Nãy mình đang quay sao cái cọc pin nó hư nữa hay sao rồi. Nó kiểu cọc pin nãy là mình mới thay. Kiểu đưa vô cái quay được vài cái bấm quay lại tiếp cái đầu nó khuyết một cái hết pin luôn. Kiểu mấy cái pin không chất lượng á mà mình mua pin rồi. Để nước chơi không? Pin này mình mua cũng đắt tiền, 200 mấy một cục chứ bộ. Nó hư hoài rồi. Bữa giờ nó hư 2-3 cục gì rồi đó. Không có tiền mà mua pin nó ngán muốn chết. Làm nãy tới khúc đưa con bé nó về tới nhà không có quay cho mọi người xem được không? Bé nó cũng dễ thương lắm nhưng mà kiểu nó người Sài Gòn. Người Sài Gòn là gốc Bắc. Nó nói nó muốn nó muốn mà về miền Tây chơi đồ này nọ. Không quen ai được. Không có bạn bè gì hết. Tết ở trên đây buồn. Tết ở trên thành phố buồn. Yêu chị đặt giao qua Lý Chính Thắng đúng không? Rồi. Định điểm đồ của nó là 60 sạc 55 mà sạc 16 thì không định gì được, sử sạc 16 anh. 60 sạc 55. Ờ có tiền gõ của đồ. Sạc thêm cái 16 nữa. 60 sạc 55 sạc thêm cái 16. Ờ mà em bấm quả nó không được. Nó không vô cái định vị cái chỗ đó. Nó được sạc 55 rồi hết được, nó không được. Thôi chị bấm chị đổi lại lần nữa coi được không? Thay đổi. Không khó. Em biết bấm này tại em chưa sử dụng này bao giờ. Bấm vô em kiếm hoài cái định vị của sạc 16 không có. Ủa đổi địa chỉ không được hả ta? Ừ nó không cho đổi. Vậy hả? Cái này nó cho đổi cái bay hả? Chứ chạy cho hàng nó cho đổi. Vậy hả? Ủa chạy cho người cho đổi. Không gà em đổi hoài. Cái này em báo em kiếm hoài không có. Này sạc thêm 16 đúng không? Rồi sạc thêm 16 giùm em kiếm cho. Cái này chị có gọi khách rồi đúng không? Để em khỏi em gọi khách nhận với người ta. Tại này có ứng. Tới đó thì lấy ra được rồi. Nếu mà có gì thì trả hàng đồ này nọ lấy cũng được. Ví dụ xong rồi tao bom hàng đem đây rồi luôn vậy đi. Đừng có công con chạy tới chạy lui chứ. Chạy tới chạy lui mất thời gian mấy chứ.
cái ly này chắc máng hai bên hết cho để thôi. Nó uống gì mà xa dữ vậy trời, khách ruột hả? Ừ, khách nó quen đó, giờ đặt mấy lần rồi, tại thường em bắt bên Grab không mà. Cho nó không chuyển khoản chị? Mọi người nó chuyển khoản mà, bữa nay nó ship cót á. Tại vì nó nói, tại vì mấy đứa bạn nó ăn chung với nhau á. Nên nó chia ra hả? Ừ, nó chia ra. Rồi chị bán đây đúng không? Đúng rồi. Rồi. Mọi người nó chuyển khoản cho em không à? 100... Chứ thường đa số khách đây là chuyển khoản không à. Rồi chỉ là vợ lấy kem xong rồi bây giờ nó ăn với mấy cái bạn bởi nó mua nhiều. Ví dụ mà nó bơm mà em trả tới trả lui rồi tiền ship ai trả? Giờ đây em trả hết. Quen đây mà. Nói vậy em trả hết. Cũng không bao giờ lên trả hai lượt. Đậu mô qua giờ đây, đây trả 2 lượt cước. Ờ à. Em vừa bị 200 ngàn cái đợp á chứ. Ờ, vừa bị ngoài Quang Trung. Ở đây không có cấp, em bắt hiểu ở đây không có bán trên cấp. Tâm ra là khách mới giờ đặt tiếp được. À vậy hả? Đặt tiếp rồi đây em, đặt gì nha. Dạ rồi ok con. Tôi cũng phải ngừa trước chứ mấy ông. Gần Tết rồi mới bị 200 ngàn cái đợt ở ngoài Quang Trung. Ây da, trời cuối đường luôn hả? Ê, ê, bậy. Không chơi nha bạn. Đi vào đi. Hả? À, dạ, giao cho chị Loan. Chị Loan đúng không? Cho. Nhào nhào ra tưởng đâu nó lụm con luôn rồi. Nghĩa là nó nhát trước phải không? Nó hù không hả? Cầm coi chừng ấy. Này là 194. Với là tiền ship nữa là 233. Được tiếp 1.000. Muốn gì? Quên chụp hình luôn rồi. Chút tiền. Thấy phục. Hai mươi chín ngàn. Tại là nó rủ đồng bọn nó ra nó dí một cái thì Tết nay con không về luôn. Đơn hồi nãy mình được 29.000 nha mọi người. Ôi ôi. Nổ tiếp anh ơi, nổ tiếp anh ơi, nổ liên tục cho tới 8 giờ anh ơi. Từ sáng giờ thất thu dữ lắm rồi anh ơi. Trời ơi. Nãy giờ mình coi cái lời cái đơn này mình mới giật mình. Cái đơn này giao từ Nguyễn Trãi Nguyễn Nhất về tới nơi Chân Long Bình Thạnh. Ôi nó xa. Đơn này 29.900. Coi như 30.000 đi. Quái cái đơn này chắc chạy 6-7 cây quá. Hôm bữa mình gặp ông chú kìa kìa. Ông dính vô một cái đơn cũng GoFood nè, khách cũng trả thẻ. Mà ông đi điểm nào á, ông giao ở đâu á mình quên, tự nhiên mình quên nha. Quên đi mà xa lắm. 16 cây, 17 cây gì đó mà tiền hình như mình thấy là 50 mấy ngàn tiền xếp.
nếu mình gặp cái đơn đó mình cũng giật mình, mà người ta trả thẻ mình cũng đỡ, giao có 5 ly trà sữa à. Còn đứng không chữ không sụm nha. Trời ơi, mình mới nói trời ơi bây giờ không có đơn chạy đâu chú ơi, chú gắng chạy đi chú ơi, coi như bây giờ mình chở người còn mệt hơn nữa chú, coi như mình chở khách đi. À, này chú giao có 5 ly trà sữa, chú bỏ vô cái túi chú gọn hơn à. Đúng rồi, chạy khỏe tất cả đó. Đều đúng. Đúng, đúng. Đúng, hợp lý. Trong cái bắt đầu nó rồi giải thích cho nghe. Tôi cũng không được gì, được có một cái cũng nhiều chuyện. Chạy được này có xa hơn. Quay lại. Được cái cũng nhiều chuyện, lo chuyện vào lòng tào lao gì nhiều. Làm ăn thì không ra tiền chứ đi tới ngày đi tào lao gì nhiều lắm. Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, tài xế mà tài xế năm sau mà chị giỡn hoài, nói nghiêm túc đéo đùa đâu. Cảm ơn vậy nha. Bà chị bà nói cái đường ngoằn ngoèo gì mà sẹt ba bốn thẹt vậy mà kiếm được hay thiệt. Nói tài xế năm sau mà giỡn hoài, lăn lộn không biết bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu con đường rồi. Có đùa với tôi. Trời ơi. Đó ngày nãy mình được 29.000 tiền xếp nha mọi người. Trời ơi. Cái đường 7 cây mấy, 7 cây mấy gần 8 cây vậy. Gần 8 cây. Phải cây chữ. Ây da. Tình hình là anh Go đã quăng mình về lại Vĩnh Khánh quận 4 rồi mọi người ơi. Ây, lại đi xa nhà rồi. Bây giờ chỉ có nước cầu anh Go quăng cho một cái đơn về Bình Dương bán nước tương thôi. Anh cầu anh Go nha. Nam mô anh go nổ một đơn về Bình Dương anh go ơi anh go. Nổ không? Không nổ tôi tắt áp tôi đi về đó, tới giờ tôi về rồi đó. Nổ không? Thôi nói chứ mình kết thúc đơn là đây nha mọi người. Cũng đuối quá, từ sáng giờ anh Go anh hành mình quá mọi người ơi. Hôm nay coi như bó tay rồi, quá bèo. Hôm nay mình được 393.000 19 đơn. Quá chán nản. Ok mọi người, mình kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem clip nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một bình luận ở phía bên dưới nha. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ, bye bye mọi người nha.